Xin chào các quý khán giả đang theo dõi livestream ngày hôm nay của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI. Thời gian vừa qua thì nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị khán giả mà chuyên mục Theo chân mẹ bầu hiện đại đi sinh của chúng tôi đã ngày càng hoàn thiện hơn, đem tới những cung bậc cảm xúc đặc biệt cho người xem khi được chứng kiến hành trình vượt cạn của các mẹ bầu tại Thu Cúc TCI. Và ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục được vinh dự đồng hành trong quá trình vượt cạn của mẹ bầu Cao Thị Luyến. Các khán giả đang xem livestream thì hãy thả like, thả tim và gửi những lời chúc tốt đẹp tới cho chị Luyến nhé. Vâng, và hiện tại thì chị Luyến của chúng ta đang được tiêm gây tê tủy sống các bạn ạ. Khi sinh mổ thì các mẹ sẽ được chỉ định tiêm gây tê tủy sống, giúp mẹ mất cảm giác đau ở vị trí thực hiện phẫu thuật. Vì vậy mà chị Luyến thì đừng lo lắng gì nhá. Giờ chị chỉ cần bình tĩnh này, tự tin và chờ đợi được gặp mặt con yêu thôi. Theo quan sát của chúng tôi thì ekip bác sĩ đang tiến hành sát trùng vùng bụng của chị Luyến để chuẩn bị cho ca sinh mổ sắp bắt đầu rồi đấy các bạn ạ. Mọi thao tác của ekip bác sĩ thì đều được diễn ra rất là nhanh chóng này, cẩn thận này, để ca sinh của mẹ Luyến thuận lợi và rút ngắn thời gian nhất có thể đấy ạ. Các bạn đang xem livestream để tiếp thêm động lực cho chị Luyến bằng cách là gửi thật nhiều lời chúc đến chị ngay lúc này nhé. Ngày hôm nay đồng hành cùng mẹ Cao Thị Luyến trong khoảnh khắc vượt cạn là bác sĩ Nguyễn Văn Hà, phó giám đốc kiêm trưởng khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI. Bác sĩ Hà thì đã có gần 40 năm kinh nghiệm trong đỡ đẻ, mổ đẻ các ca sinh từ dễ đến phức tạp. Với kinh nghiệm và chuyên môn của mình thì bác sĩ Hà luôn được các mẹ bầu tin tưởng và lựa chọn. Ngoài ra thì bác sĩ Hà còn là người có tính cách thân thiện, cẩn thận, tỉ mỉ, luôn giải thích chi tiết các vấn đề thắc mắc khi mẹ đặt câu hỏi trong quá trình khám đấy ạ. Vâng, vậy là các bước vệ sinh vùng bụng đã được hoàn thiện. Giờ thì chúng ta hãy cùng đếm ngược đến khoảnh khắc vượt cạn nào. Mẹ Luyến hãy cố gắng lên nhé. Theo chúng tôi được biết thì đây là con đầu lòng của chị Luyến và trong quá trình mang thai thì chị Luyến đã đăng ký thai sản trọn gói tại Thu Cúc TCI và được chẩn đoán là mắc bệnh papilloma âm hộ. Hiện thai của chị đã được 38 tuần 5 ngày. Bác sĩ chỉ định đẻ mổ để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho hai mẹ con đấy các bạn ạ. Và trong lúc đồng hành cùng chị Luyến trong hành trình sinh nở ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin chia sẻ những thông tin hữu ích về chủ đề bệnh papilloma âm hộ là gì. Tại Thu Cúc TCI, khi các mẹ bầu đăng ký dịch vụ thai sản trọn gói sẽ được nhắc lịch đi khám thai tại các mốc tuần quan trọng để không bị bỏ sót. Vì thế mà mẹ sẽ luôn được bác sĩ theo sát tình trạng sức khỏe này, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường ở cả hai mẹ con đấy ạ. Như trường hợp của chị Luyến thì nhờ việc đi khám thai định kỳ đầy đủ mà chị đã được chẩn đoán là mắc bệnh papilloma âm hộ từ sớm. Qua đó thì bác sĩ sẽ đưa ra chỉ định điều trị kịp thời và phương pháp sinh nở phù hợp với tình trạng của chị đấy các bạn ạ. Nếu mẹ bầu nào còn câu hỏi thắc mắc là hay là quan tâm đến dịch vụ thai sản trọn gói tại Thu Cúc TCI thì hãy comment xuống phía dưới để chúng tôi hỗ trợ nhanh nhất nhé. Vâng, và xin chúc mừng gia đình chị Cao Thị Luyến, em bé của chúng ta đã chào đời rồi đây ạ. Các bạn đang theo dõi livestream thì cũng đừng quên là gửi những lời chúc mừng đến chị Luyến và gia đình nhé. Em bé khóc rất to và hiện tại thì trong phòng sinh mổ của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI, các bác sĩ nữ hộ sinh đang gửi những lời chúc mừng tới mẹ Cao Thị Luyến đấy ạ. Giờ thì bác sĩ Hà đang tiến hành vệ sinh, lau gây trên người em bé và thực hiện các dây rốn các bạn ạ. Sau đó thì bác sĩ sẽ trao em bé cho cô điều dưỡng túc trực sẵn bên cạnh để chăm sóc cho em bé. Các khâu quy trình tại phòng sinh của Thu Cúc TCI thì đều diễn ra rất là nhịp nhàng, bài bản nhằm rút ngắn thời gian cho ca phẫu thuật và đảm bảo thể trạng của mẹ và em bé luôn tốt nhất. Như thường lệ thì ngay sau khi em bé vừa chào đời, bác sĩ nhi khoa của Thu Cúc TCI sẽ tới và khám tổng quát sức khỏe các bạn ạ. Em bé sẽ được các bác sĩ nghe tim, phổi, kiểm tra các phản xạ tự nhiên, đánh giá sắc tố da để đảm bảo là sức khỏe của bé ổn định. Trộm vía là các bác sĩ đánh giá là tình trạng sức khỏe của em bé ngày hôm nay rất là tốt các bạn ạ. Sau khi khám nhi xong thì cô điều dưỡng sẽ tiếp tục chăm sóc cho em bé các bạn nhé. Em bé sẽ được mặc bỉm này, quấn khăn, đội mũ để giữ ấm cho cơ thể. Sau khi đã được cô điều dưỡng chăm sóc xong thì em bé sẽ được đưa đi kiểm tra cân nặng. Không biết là bé sẽ đạt cân nặng bao nhiêu đây? Các bạn có đang tò mò không ạ? Vâng, và em bé của mẹ Luyến ngày hôm nay có cân nặng đạt gần 4,1kg đấy các bạn ạ. Cân nặng này thì nhỉnh hơn cân nặng tiêu chuẩn của trẻ sơ sinh tại Việt Nam nên là em bé sẽ được các bác sĩ nhi theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe hơn. Nên là mẹ Luyến cứ yên tâm nhé. Sau khi kiểm tra cân nặng xong thì em bé sẽ được các cô điều dưỡng bế về bên mẹ để thực hiện áp da.
Áp da với mẹ sau khi sinh thì sẽ giúp các bé được giữ ấm này, kích thích cảm giác, sự phát triển của não bộ, kích thích hệ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch các bạn ạ. Ngoài ra thì việc áp da trực tiếp với mẹ cũng giúp gắn kết tình cảm, tạo sợi dây liên kết từ những giây phút đầu đời giữa mẹ và bé. Và đây là bước quan trọng không thể thiếu sau mỗi ca vật cản tại thú cúc TCI các bạn ạ. Em bé của chúng ta thì có vẻ đang tận hưởng khoảnh khắc bình yên, ấm áp bên cạnh mẹ. Trong lúc này thì chị Luyến cũng đang được các bác sĩ xử lý vết mổ nhanh chóng nhất đây các bạn ạ. Và hãy để cho mẹ con chị Luyến một chút thời gian riêng tư, chúng ta hãy cùng quay trở lại với chủ đề của buổi livestream ngày hôm nay. Bệnh papilloma âm hộ là gì? Bệnh papilloma âm hộ do nguyên nhân nhiễm virus HPV gây ra. Mẹ bị nhiễm virus HPV khi mang thai thường lo lắng sẽ lây bệnh và gây hại cho thai nhi. Tuy nhiên trên thực tế là HPV thai kỳ không ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển của em bé nhé. Mẹ bầu thường ít nhận ra đã bị nhiễm virus HPV bởi sau khi nhiễm thì thường không gây ra các dấu hiệu hay là triệu chứng cụ thể. Tuy nguy cơ lây truyền virus HPV từ mẹ sang cho con khi sinh rất là thấp, nhưng mà vẫn có trường hợp con bị lây nhiễm HPV từ mẹ qua quá trình chuyển dạ. Vì vậy là các bác sĩ sản khoa của thú cúc TCI khuyên là các mẹ bầu nên đi khám thai định kỳ tại các mốc tuần thai quan trọng để kịp thời phát hiện những cái bất thường trong cơ thể mẹ và thai nhi. Khi đăng ký thai sản trọn gói tại thú cúc TCI thì ngoài những lần khám thai theo mốc định kỳ, mẹ sẽ được khám thai không giới hạn bất cứ khi nào có nhu cầu. Vì vậy, mẹ sẽ được đảm bảo tốt nhất cho sức khỏe của mình trong suốt thai kỳ. Nếu bố mẹ quan tâm đến dịch vụ thai sản trọn gói tại thú cúc TCI, đừng chần chừ mà hãy đăng ký ngay để được hưởng ưu đãi hấp dẫn và vẫn giữ nguyên được các quyền lợi dịch vụ tiện ích đấy ạ. Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phòng sinh. Áp da với mẹ xong thì bây giờ em bé sẽ được chuẩn bị để đi gặp bố thôi nào. Chắc chắn là giờ này bố cũng đang rất là háo hức, mong ngóng được gặp con yêu lắm rồi đây. Các bố mẹ khi đăng ký sinh tại thú cúc TCI thì không cần chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho con đâu ạ. Quần áo này, bao tay, bao chân, bỉm tã của em bé thì đều được bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng ngay khi bé chào đời rồi bố mẹ nhé. Giờ thì các bố mẹ đang xem livestream hãy dành một chút thời gian để ngắm nhìn em bé nhé. Em bé nhà mẹ Luyến thì là đáng yêu trộm vía đúng không nào? Các bạn cũng đừng quên gửi lời chúc đến con thật khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn nhé. Giờ thì em bé của chúng ta đã được cô điều dưỡng cho ra gặp mặt người nhà rồi các bạn ạ. Và đây rồi, khoảnh khắc em bé được trao tay cho người thân đã đến rồi ạ. Em bé của mẹ Luyến rất là ngoan, không hề quấy khóc. Người thân sẽ được đón tay em bé tại phòng áp da bố sau sinh các bạn ạ. Phòng được xây dựng riêng biệt với không gian thoáng mát riêng tư để những khoảnh khắc đầu đời con gặp người thân trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết. Em bé đã nằm rất ngoan trong vòng tay bố rồi các bạn ạ. Khoảnh khắc này là một trong những khoảnh khắc mà chúng tôi cảm thấy thực sự xúc động trong quá trình chào đón em bé của thú cúc TCI chào đời. Một lần nữa xin được gửi lời chúc mừng tới gia đình chị Luyến. Vâng, và sau buổi livestream ngày hôm nay thì chúng tôi tin chắc rằng các quý vị khán giả có thể hình dung rõ hơn về quá trình sinh diễn ra tại phòng mổ vô khuẩn một chiều của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI. Và đặc biệt là các mẹ bầu cũng được biết thêm thông tin hữu ích về bệnh papilloma âm hộ trong quá trình mang thai. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc nào về tình trạng trên hay là cần nhận sự tư vấn hỗ trợ trong thai kỳ, hãy để lại comment để được chúng tôi giải đáp cụ thể hơn nhé.